Cô phá hoại đại dương chưa đủ hay sao? Còn muốn giở trò gì nữa đây? Con chỉ tới đây để gửi lại tờ đơn ly hôn con đã ký xong. Cô dễ dàng ký đơn ly hôn như vậy sao? Hay là muốn điều kiện gì nữa đây? Thưa bác, con tình nguyện ly hôn và không có bất kỳ yêu cầu nào hết. Con muốn nói với bác một lần cuối cùng, người phá hủy đại dương là Linh chứ không phải là con. Từ hôm nay, con và anh Quang sẽ chính thức nghỉ việc tại đại dương. Vì quỷ hoa bất tử vẫn còn đang hoạt động có ý nghĩa, nên con nghĩ mẹ con cũng sẽ rất là yên lòng. Nên con vẫn sẽ để y như cũ và ủy quyền toàn bộ cổ phần của con cho anh Lâm quản lý, với một điều kiện, đó là phải tiếp tục duy trì hoạt động của quỷ. Còn con với anh Quang sẽ kết hôn và sang Úc định cư. Thi và Lâm không có con chung và cũng không có tài sản chung, nên thủ tục ly hôn sẽ được giải quyết nhanh thôi. Thi bây giờ đã chính thức không còn mối quan hệ với gia đình các người nữa. Hy vọng từ nay mọi người, nhất là chồng cũ, đừng làm phiền tới vợ tôi nữa. Anh không cần phải lo về chuyện đó đâu. Tôi với cô đã ly hôn rồi, không cần phải dây dưa với nhau làm gì nữa. Mất công chồng mới của cô cảm thấy khó chịu. Cô có thể ủy quyền cho bất kỳ ai mà cô tin tưởng quản lý cổ phần của cô ở công ty, kể cả quỹ từ thiện qua bất tử của cô. À quên mất, bắt đầu từ bây giờ tôi với cô không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi quên, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn lời chúc của anh. Vợ chồng tôi nhất định sẽ trăm năm hạnh phúc. Mình về thôi em. Đi. Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ.